xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã click vào video của Như. Video hôm nay thì Như muốn giới thiệu cho các bạn mẫu Satria nhập chính hãng. Thì đầu tiên Như sẽ nói sơ về cái dòng Satria nhập chính hãng này để cho các bạn, bạn nào mà chưa có kiểu như là chưa hiểu rõ về em nó thì các bạn có thể hiểu sơ qua ha. Thì hiện tại là dòng Suzuki Satria của chúng ta đang tồn tại hai dòng, một dòng là Satria nhập chính hãng và một dòng là Satria nhập tư nhân. Cái loại tư nhân là giống như trước giờ của chúng ta đó. Có nghĩa là chúng ta biết đến cái dòng Satria giống như trước giờ là đó là dòng tư nhân, có nghĩa là từ của các đại lý tư nhân ở Việt Nam nhập từ các đại lý tư nhân của Indonesia ha. Còn về dòng Satria nhập chính hãng thì nó chỉ mới xuất hiện gần đây, thì tầm cỡ giữa năm 2020 á là xuất hiện dòng Satria nhập chính hãng. Thì kế bên Như là hai mẫu Satria nhập chính hãng phiên bản mới nhất hiện tại ha. Đây là phiên bản 2021 được ra mắt hai màu mới cực kỳ đẹp. Thì đối với dòng Satria nhập chính hãng này nó sẽ khác dòng Satria tư nhân. Thứ nhất là giá sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Thứ hai là em này được phân phối chính hãng, được Suzuki Việt Nam phân phối chính hãng từ đại lý của Suzuki Indonesia. Thì như nó có vẻ nó nghe hơi rườm rà một chút xíu, nhưng mà các bạn cứ hình dung là con này được Suzuki ở Việt Nam nhập trực tiếp từ Suzuki của Indo về ha. Và khi mà nhập á thì theo cái cục đăng kiểm của Việt Nam thì bắt buộc là phải có cái xi nhan trước và xi nhan sau, nó lòi ra như thế này nè các bạn ha. Nên các bạn nhiều khi nhìn sơ tưởng hô là dòng Rider đó, hoặc là nhiều bạn cứ tưởng hô cái này là con Rider nhưng mà được lên tem Satria gì đó vân vân ha. Tại vì Như có nhận được rất là nhiều những cái thắc mắc từ các bạn ha. Thì ở đây á, là hai phiên bản này là hai phiên bản bên Như mới vừa nhập được, là hai phiên bản màu mới 2021. Hiện tại thì bên Như đang bán hai em này với mức giá là 51 triệu. Chỉ 51 triệu thôi là các bạn đã có thể sở hữu được em xe như thế này ha. Và các bạn muốn mua góp em này chỉ cần trả trước dùm Như mức thấp nhất là từ 10 triệu trở lên. Và đặc biệt em này vẫn được bảo hành toàn quốc trên tất cả các đại lý của Suzuki Việt Nam luôn nha các bạn. Nó giống như dòng Rider vậy đó. Nhưng em xe này vẫn là em xe nhập khẩu chứ không phải là lắp ráp tại Việt Nam ha. Thì Như sẽ cho các bạn xem luôn ở cái số khung xe, nó vẫn là MH nè các bạn. Này, nó vẫn là MH ha. Đấy. Thì và hai em này Như sẽ soi cái tem xe cho các bạn xem ha. Trước khi soi tem thì Như muốn cho các bạn xem thêm cái phần số máy. Rồi thì Như sẽ soi cho các bạn xem ở cái phần số máy của các em Satria nhập chính hãng này ha. Thì cái số máy của em Satria nhập chính hãng này nó bắt đầu từ chữ CGA1 rồi gạch cái mấy cái chữ số phía sau ha. Và tiếp tục cái Như sẽ soi cái số máy của các em bên đây cũng vậy luôn nè. Bên đây luôn. Của em bên đây cũng là CGA1 ha, rồi gạch một cái là một dãy số. Còn đối với lại cái em Satria tư nhân giống như trước giờ của chúng ta á thì cái số máy của nó sẽ là chữ ID gạch một cái là một dãy số ha các bạn. Thì các bạn có thể phân biệt được giữa dòng Satria tư nhân và Satria chính hãng ở cái số máy. Còn cái số khung thì hoàn toàn nó giống nhau, bắt đầu từ chữ MH đó các bạn ha. Rồi thì ở đây á là hai phiên bản này là hai phiên bản màu zin, Như sẽ soi màu cho các bạn xem luôn. Về phần phía trước thì các bạn có thể thấy cái mẫu này nó giống giống với lại cái mẫu đen đỏ của dòng Satria các bạn, nhưng mà cái màu này nó sẽ sậm hơn một chút xíu ha. Đây, về phần đầu thì cái màu này là Như thấy cái màu nó kiểu giống như là màu đỏ mận á, như bạn gọi là đỏ mận, như bạn gọi là đỏ huyết á các bạn. Còn về phần tem xe thì các bạn thấy là hầu như nó hoàn toàn giống với lại cái mẫu tem của dòng của cái con Satria đen đỏ của mình luôn ha. Thì nó cũng sẽ có sự kết hợp cái tem dán như thế này và kết hợp giữa chữ Satria màu đen trên cái viền xám ha, có một số cái viền đỏ. Còn về phần phía sau thì nó sẽ đơn giản là có chữ F150 đỏ to, viết to như thế này ha các bạn ha. Đấy. Như thấy cái mẫu này nó rất là đẹp cho nên là các bạn có thể xem qua phiên bản này. Đây là phiên bản mới nhất, hiện tại bên Như mới vừa nhập về được ha. Rồi, và phiên bản kế bên Như thì các bạn thấy nó quá quen rồi đúng không các bạn? Cực kỳ quen luôn. Thì phiên bản này nó không khác gì so với lại cái dòng Satria tư nhân của mình hết. Đây, từ tem nè, màu nè, đấy. Thì bạn này mà thích ở cái phiên bản màu này thì các bạn có thể lựa chọn em Satria chính hãng này. Thì về các bạn có thể độ thêm như là tích hợp xi nhan trước hoặc là thay đuôi cho cái xi nhan sau nè, thay cả cái đuôi sau hoặc là tích hợp xi nhan sau vào thì nó sẽ giống tới 99,9% luôn. Hầu như là nếu mà
nó giống ở cái số máy nữa là nó giống tới 100% rồi ha các bạn, không khác gì hết. Thì nó vẫn là dòng nhập khẩu thôi, nhưng mà giá thành nó rất là rẻ, nó chỉ có 51 triệu thôi. Còn Satri tư nhân thì nó hơi cao một chút xíu, nó nằm giá là từ 56 triệu rưỡi cho tới 58 triệu rưỡi ha. Nó sẽ cao hơn dòng này tới mấy triệu lần. Cho nên là bạn nào mà kiểu như mình tiết kiệm một chút xíu á, như thế thì mình tiết kiệm chút xíu, các bạn có thể xem qua cái dòng này, như thế cũng rất là tiện. Và thêm cái là phiên bản này được bảo hành toàn quốc luôn nha các bạn. Đối với lại dòng Satri tư nhân của mình á, thì mình chỉ bảo hành tại hãng thôi, không có sổ bảo hành. Nhưng mà ở phiên bản này á thì có bảo hành 3 năm, có sổ bảo hành cho các bạn, và các bạn có thể bảo hành được trên toàn quốc tại các đại lý của Suzuki Việt Nam luôn ha. Rồi thì Như xin báo lại luôn là hiện tại thì phiên bản này bên Như đang bán đồng giá tất cả các màu zin chỉ là 51 triệu. Bạn nào mua góp thì mang giùm Như chứng minh với hộ khẩu hoặc là chứng minh với bằng lái, và các bạn chỉ cần trả trước giúp Như mức thấp nhất là từ 10 triệu tới 12 triệu trở lên là các bạn đã có thể làm hồ sơ góp được em xe như thế này rồi ha. Và đặc biệt các bạn chỉ cần đủ 18 tuổi là các bạn đã có tới 3 ngân hàng hỗ trợ cho các bạn. Các bạn đủ 20 tuổi sẽ có tới 5 ngân hàng hỗ trợ cho các bạn nha. Tức là các bạn cứ yên tâm về cái khoản mà nó sẽ có rất là nhiều các gói lãi suất và những cái ngân hàng cho các bạn thoải mái lựa chọn luôn ha. Thì nếu mà các bạn muốn biết thêm chi tiết hơn về em này thì nhớ liên hệ cho Như qua số điện thoại 0967080520 như có để phía bên dưới màn hình đó. Hoặc là các bạn có thể kết bạn Zalo với Như qua số 0847458323 ha. Thì Như sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn. Và địa chỉ của hàng Minh Như đang nằm ở trên cái đường quốc lộ 14 như thế này ha các bạn. Khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thì bạn nào mà muốn mua xe thì nhớ liên hệ trước cho Như, Như có thể gửi định vị cho các bạn để các bạn đến cửa hàng ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì nếu mà các bạn còn có thêm những cái ý kiến đóng góp gì nữa, các bạn có thể comment phía bên dưới hoặc là liên hệ trực tiếp với Như ha. Cảm ơn các bạn, bye bye.